Anh đi muốn tìm lại một người chị. Dạ, anh tên gì anh ạ? Anh tên là Phan Minh Hiển. À, anh Hiển. Rồi chị của anh là sinh năm mấy anh Hiển? Chị anh sinh năm 1962. 62. Dạ. Dạ. Dạ, hồi đó thất lạc nhau ra làm sao anh Hiển? Anh thì lúc đó chưa sanh, nhưng mà anh nghe những người bà con mà kể lại, chứ mẹ anh thì không có kể lại cho Dạ. anh. Thì nói lúc đó mẹ anh có hai người anh, với vì hoàn cảnh chồng chết rồi có thêm một người chị, mà chị vừa không có thể để nuôi được, bởi vì hoàn cảnh lúc đó thời chiến tranh, nên gửi vào cô chi viện ở Thánh Tâm Đà Nẵng Paulo á. Dạ. Mà lúc đó thì anh hỏi lại những người gì anh thì nói trong trong tháng thì mà đem vào gửi đó, mà anh không biết là có tên, anh nghĩ là chắc chưa có tên đặt tuổi, nhưng mà không biết gửi vào đó có điền cái form tên mẹ hay là tên người thân nào không thì anh không biết, nhưng mà mẹ anh tên là Phan Thị Minh, Dạ. Phan Thị Minh. sinh năm 1931, nhưng bây giờ Dạ. đã qua đời, Dạ. đã qua đời năm 2013. Dạ. Mẹ anh thì qua đời cũng ở Mỹ, với sống với anh cũng được 18 năm rồi mẹ anh đi qua đời. Dạ. Gửi Chị anh vào cô Nhi viện Thánh Tâm anh hả? Thánh Tâm Đà Nẵng. Dạ. Cũng hy vọng á, là hồi đó gửi thì có ghi tên mẹ thì nó có khả thi hơn. Dạ. Dạ. Mong rằng Tuấn Dĩ và cộng đồng giúp cho anh. Dạ. Vậy là anh có thử ADN ở bên Mỹ rồi mà không có kết quả anh ha. Anh đã bỏ DNA cũng 2 năm rồi. Dạ. Anh cũng là người con. Dạ, anh cũng có like anh. Anh đã tìm được ba anh, nhưng mà ba anh không phải là người người Mỹ, nhưng mà ba anh là người Philippines. À, nhưng mà vậy là chị của anh thì chắc là con Việt chứ đâu phải con Lai anh hả? Việt Nam, chị em là con Việt Nam. Dạ, bởi vì là theo em được biết thì Mỹ vào Việt Nam là từ năm 64 lần mới 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 vô lần, mà chị của anh là 62. Dạ. Con Việt Nam. Dạ. Cái câu chuyện của anh á, thì chỉ có hy vọng rằng á, là những ai xuất thân từ ở cô Nhi viện Thánh Tâm mà có nguyện vọng thử ADN thì đôi bên thử với nhau. Đó là cái hy vọng thứ nhất. Ai sinh vào năm đó và Dạ. đã từng cô chị viện đánh tâm, thì chị gái bất cứ chị nào muốn tự đi anh hay anh, nếu họ không có điều kiện anh sẽ tài trợ. Dạ, thì chỉ có hy vọng cái điều đó thôi, bởi vì là tên của chị không có. Vì vậy cho nên là chỉ có hy vọng một điều duy nhất là cái điều đó là thứ nhất nè. Điều thứ hai nữa. Ai những hoàn cảnh đó thì xin báo cho Tuấn Vĩ hoặc anh có để số điện thoại của anh là trong đó, và số và theo của anh trong đó, bất cứ ai muốn thử DNA với anh, nếu mà không có đủ điều kiện thì anh sẽ chờ trợ, bởi vì anh là mong ước, bởi vì anh thấy hoàn cảnh của chị anh rất là tội, không có cha có mẹ mà phải đi vào một nơi rất là không có ai giúp đỡ. Anh thì tại sao anh cũng là người con mà được sự quan tâm, và cuộc đời anh thì cũng không có cha, mới 33 tuổi thì anh mới tìm được. Dạ. Thì em Không, nghĩ cá nhân chị đó chắc là chị cũng mong lắm á, chắc chị cũng rất là mong nếu mà kiếm được gia đình, kiếm được anh em này kia là chắc là chị cũng rất là hạnh phúc. Nên là hôm nay thì em cũng rất là hoan nghênh anh khi mà anh đã mở lời ra những cái điều này để cho những chị mà thất lạc đó có cái cơ hội, chị của anh có cơ hội để tìm gia đình. bởi vì anh đã đi mong muốn tìm rất lâu rồi, nhưng mà không biết đường nào để có thể tìm dễ dàng. Hôm nay Dạ. thì định ý định của anh thì anh về Việt Nam nhiều lần, nhưng mà anh muốn tới cái chỗ
chưa hề có cuộc chia ly, nhưng mà anh nghĩ nó rất là khó. Nhưng mà bây giờ cái chương trình của em thì anh đã coi cả mấy năm nay rồi, thì anh thấy là có non rộng ra để cho nhiều người được biết và có thể giúp đỡ cho mình. Bởi vì cái thời đại 4.0 này thì nó rất là nhiều người biết. Anh mong rằng là Tuấn Vĩ và cộng đồng giúp anh có thể tìm được người chị của anh, dầu như thế nào thì vẫn là máu mủ mình. Rồi thì Bởi vì như như em nói với anh đó là cũng hy vọng có những cái điều đó xảy ra. Thứ nhất là mẹ để lại tên của mẹ là Phan Thị Minh ở trong giấy tờ. em sẽ gửi hình mẹ em. Một là điều đó, hai nữa là hy vọng là trong cái buổi trò chuyện hôm nay biết đâu được anh lại giống chị của anh không chừng, ví dụ là như vậy. Thì đó cũng là những cái điều mà có thể xảy ra. Thì hy vọng trong cộng đồng có ai biết thêm về những cái điều này, có ai là con nuôi xuất thân từ cô Nhi viện Thánh Tâm thì người ta báo giùm cho người đó để đôi bên có cái cơ hội để đối chứng với nhau anh ha. Thì bởi vì anh là cái phép bầu nhiệm của Thiên Chúa, anh đã cầu nguyện, chính bản thân anh cầu nguyện 30 20 năm, lúc anh đã muốn biết mình là không có cha mình đấy. Tới 33 tuổi thì anh chỉ trong vòng một tuần lễ thì anh được tìm ba anh. Thì anh cũng tin rằng một ngày nào đó nếu mà đúng đẹp ý của Thiên Chúa thì Chúa sẽ chỉ cho anh và cho gia đình anh có sự đoàn tụ. Bởi vì anh hằng mong ước là có một người chị, bởi vì anh có hai người anh nhưng mà hai người đã qua đời rồi, mẹ anh cũng qua đời, ba anh cũng qua đời, cho nên bây giờ thì anh có gia đình nhưng mà dù sao đi nữa thì anh cũng chưa còn có ai trong ở đây. Anh sống ở Mỹ thì cũng đã 31 năm rồi và vẫn thiếu tình thương, bởi vì tình anh em máu mủ nó lúc nào nó cũng hơn. Ok anh, rồi Tuấn em Vĩ, em cũng ghi nhận được trên cái cơ bản, rồi cũng hy vọng là có ai báo tin gì, ai muốn đối chứng với anh hoặc là xét nghiệm ADN này kia thì em sẽ báo cho anh hay nhanh nha. nếu mà ai biết được anh sẽ hậu tạ 2.000 cho người đó, và riêng Tuấn Vĩ được 1.000 đô, bởi vì anh cũng cảm ơn, bởi vì đó là cái tình cái lòng thôi, chứ bao nhiêu đủ được cái miệng mình mơ. Ok anh, rồi cảm ơn anh rất là nhiều. Em thì em chỉ làm mang tính là em hỗ trợ thôi. Còn Tự mình nói ra để mà người ta hiểu là cái lòng mình chứ dạ không dạ phải là gì dạ dạ rồi tình. dạ rồi ok anh, rồi em nắm được rồi. Anh cảm ơn Tuấn Vĩ rất nhiều và mong cộng đồng hoặc là ai là con người có trong những cái tâm sinh ra hoặc là phát xuất từ ở Thánh Tâm, cô Nhi viện Thánh Tâm Đà Nẵng, thì có thể liên lạc với Tướng Vĩ hoặc anh để test và có thể thử DNA và mọi tí thì anh có thể lo được. Rồi em nắm được cái nội dung rồi anh nha. Rồi có ai báo gì em cho anh hay nhanh hiển nha. Cảm ơn Tướng Vĩ nhiều Rồi chúc sức khỏe anh. tỷ và chúc cho gia đình Tướng Vĩ được mạnh khỏe và công việc làm tốt và giúp nhiều người để có gặp lại gia đình. Anh sẽ gửi tấm hình mẹ anh cho Tuấn Vĩ bỏ lên. Cảm ơn Tuấn Vĩ nhiều. Rồi chào anh nha. Tuấn Vĩ, Bye cảm bye ơn. anh. Anh cho em biết tên của anh anh ạ. Rồi, tôi là Nguyễn Thanh Hiền. Hôm nay anh Hiền kết nối là để kiếm ai anh Hiền? Và xin lỗi anh là cũng lâu lắm rồi coi cái chương trình của Tuấn Vĩ đây là cũng thích thích lắm, nhưng mà 3 năm nay không không dám nói lên được, mà cũng ước ao là hôm nay là có bà mẹ già, bà cũng ước ao có tuổi, bữa nay bà 81 tuổi rồi, bà nói là nhiều cái lúc bà nghĩ tới là cứ bà ngồi bà khóc của mình đó. Thành ra là tôi kể sự việc là có bà chị là Mỹ Lai, bà chị này là không phải là sinh, mà hồi cái thời mà ông cậu là ông ưng bà mợ là người quản trị là Lê Thị Cẩm Hạnh là 13 năm mà không có con,
là khi ông đi xe qua thành phố Nha Trang á, là ông đi ngang thấy cái ngã tư đó là trong sọt rác và có một đứa bé khóc. Ông mới nhìn xuống, ông thấy, ông mới ngừng xe lại, ông mới cởi áo, ông túm, ông mang cái đứa đó về năm 1967 là tuổi Đinh Mùi đó. Dạ. Rồi. Rồi là ông mới nuôi nấng mà là khôn lắm, mà trí tuệ lắm, là biết tu hành lắm, đạo đức lắm. Đến khi là năm 74 là ông cậu với bà mợ là coi như không có con, ra tòa ly dị. Là khi là ông bị nạn là khi là họ mới đưa ông, hồi xưa là ông đi lính hải thuyền ở Cam Ranh, bán đảo Cam Ranh đó. Và sau cái là ông bị đi tù ra ngoài Đà Nẵng, thì ông mới gửi cái bà chị này vào trại trong chùa ở Phan Rang. Rồi, rồi anh cho em hỏi này, có nghĩa là bây giờ kiếm cái người chị đó hả? Kiếm người chị đó mà để tôi nói cho hết, dạ, có khoan, đầu đuôi. Khoan, dạ. Cái lúc gửi là bao nhiêu tuổi? Cái hồi gửi đó là khoảng là 7 tuổi. À, khoảng 7 tuổi. Đã đặt tên cho chị chưa? Là Hồ Thị Thanh Tuyền đó. À, Hồ Thị Thanh Tuyền. Dạ, rồi anh kể tiếp đi anh. Rồi. Rồi là sau đó là ông cậu mới gửi vào trong cái chùa ở Phan Rang đó. Dạ. Rồi là hai vợ chồng đã ly dị rồi thì ông giữ cái đứa con này lại. Thì ông mới đi tù thì bà ở nhà, không ngờ là ông thầy chùa này dẫn đi khất thực. Thì bà mới thấy bà được cái là phải chụp bà la làng, bà nói con của bà lái mất. Là ông thầy chùa phải thả tay. Và khi đến ngày giải phóng trở về thì bà dẫn đi biệt luôn, không biết là bà có thay tên đổi họ hay không. Và nhiều khi là bà bị cái đầu mối là dòng họ bên phía nội mà là bị chiến tranh bom rơi đạn nổ chết hết. Chứ thành ra là bà không biết nguồn gốc nó như thế nào. Cho nên 2008 đó, là hai mẹ con tôi có nói về tâm linh đó, có đi không có đi cầu về chị, mà khi ông cậu ông chết là ở trên núi mới đi cầu hỏi về phần hồn của ông. Thì là bề trên bảo là nói là cái xác của ông này á là sau có một người con lai ở là mắt xanh tóc vàng ở nước ngoài sẽ về, đang hướng tìm về Việt Nam mà không biết nguồn gốc ở như thế nào. Đó là chỉ có người này về mới đem cái xác ông về dưới đồng bằng, chứ không ai đưa được hết. Thành ra giờ phút này là chết hết rồi, vậy còn có là bà mẹ tôi với ông cậu đó, thì là cũng mơ ước như vậy mà không biết đường nào mà là để tìm nhắn hết. Yeah. Thành hôm nay tôi coi trình này tôi mới thấy như vậy là tôi mới nói thôi, kể là mới nói được anh cũng bởi vậy mà. Yeah. Có giúp được thì may đó, trên chuyển sai cho mình đó là gặp. Yeah. Được một cái nhân viên cao quý. Rồi bây giờ thế này anh nè, gọi là kiếm con ruột đã khó, bây giờ còn kiếm con nuôi lại càng khó hơn. Bởi vì như thế này, nếu mà con ruột đó thì nếu ai nghi ngờ thì người ta sẽ xét nghiệm ADN thì sẽ ra cái sự mà trùng khớp ADN là ruột thịt. Còn gọi là nếu mà gọi là con nuôi đó thì không biết là liệu cái lúc 7 tuổi đó chị hy vọng là chị còn nhớ được tên của cha mẹ thì đó là một cái hy vọng duy nhất. Còn nếu ví dụ như mà chị mà không nhớ tên của cha mẹ nữa thì coi như là không có cách nào hết. Bởi vì ADN thì không có thể thử được. À, bởi vì là không đúng phải rồi. Là con ruột của mình. Đó là nó khó, là khó ở chỗ đó. À. Mà theo tôi nghĩ là ngày xưa tôi với chị cùng một tuổi, cũng sinh năm 67, là hai anh em chơi với nhau là biết hết tất cả sự việc dịch, quay lại những trận thời thơ ấu, tôi vẫn còn nhớ hết mà. À, dạ thì hy vọng biết như tên vậy. Cha, tên mẹ. Yeah. Biết tên cha, tên mẹ, tên ông, tên bà hết mà. Yeah. Anh cho em biết tên cha, tên mẹ anh à. Cha của chị đó là ngày xưa là lấy tên là Hồ Nhạn. Yeah, Hồ Nhạn. Rồi sau năm 75 đó là đổi tên là Hồ Thanh Nhàn. À, dạ. Yeah. Cái tên thường gọi ở nhà đó thì là không biết chị có nhớ không? Là cũng Nhàn với Nhàn là biết hết. Dạ, yeah, hy vọng là chị nhớ ha. Dạ. Rồi mẹ là Lê Thị Cẩm Hạnh. Dạ. Vậy là gốc người Quảng Trị. Dạ. Sau khi mà ông sư đưa đi khất thực là cô Hạnh lại là dẫn chị đi. Rồi đó. À. Dạ. Vậy là đúng có rồi. có nghĩa là cô Hạnh dẫn chị đi rồi cho đến nay là không trở về. Biệt tích từ năm 75 tới bây giờ luôn. Dạ. À. Mà tính ra thì cô Hạnh năm nay là khoảng bao nhiêu tuổi? Là chắc bữa nay chắc bà già là cũng bảy mấy tuổi rồi, là 74-75 tuổi gì đó. Dạ, vậy có nghĩa là kiếm cả hai mẹ con đúng không? Bây giờ chỉ cần là tùy sao, cần bà chị thôi.
Còn bà mẹ là ngày xưa đã ly dị với ông cậu rồi mà. Dạ, thì đương nhiên nếu mà kiếm ra được là một người thì nó sẽ ra hai người. Đúng rồi. Dạ, À. dạ. Còn ghi thêm bà mẹ tôi cho chị biết đó là bà mẹ gọi là cô Chín tên Hồ Thị Anh. Dạ. Dạ. Vậy là có nghĩa là khi đó là ba anh đưa ra gửi ở ngoài Phan Rang cho một thầy chùa ở ngoài đó, cho ở ngoài chùa. Dạ. Đúng rồi. Rồi sau quá trình mà thầy chùa đi khất thực là dẫn chị theo. Đó Dạ, dẫn chị theo là được. cái lời của mẹ, lời Dạ. mẹ tôi kể lại như vậy. À. Dạ. Còn chị là tên Hồ Thị Thanh Tuyền, sinh năm 1967. Đúng rồi. Dạ, là con lai, không biết lai trắng hay lai đen, anh có biết không? Là trắng, trắng đẹp lắm cái hình đó. À. Còn một cái hình 8 tuổi nữa mà cái hình nó bị mưa giọt hư mất cái hình đó mất rồi. Còn hình đây là 3 tuổi đó. Dạ. Vậy là cái thời điểm mà gửi ở chùa đó là đã là 8 tuổi rồi anh ha. 7 tuổi rồi, còn không 7 tuổi. À, 7 tuổi. Dạ. Mà ghi ra anh ghi rõ cái cụ thể là ngày xưa là ở tại là số nhà 50 đường Duy Tân, cư xá Cam Ranh. Dạ, ở Cam Ranh anh ha. Cam Ranh. Dạ, rồi, rồi em Rồi nắm được sau là có dạ. mua một cái vườn rẫy ở dưới vườn xoài là cách đó khoảng 4 cây số nằm về hướng đông. Dạ. Bây giờ Rồi. là trung tâm của nhà ngày xưa, bây giờ trung tâm chợ Cam Ranh bây giờ đấy. Dạ. Rồi, em nắm được cái cơ bản rồi, rồi em sẽ cập nhật, rồi hy vọng là trong cộng đồng có ai biết được câu chuyện này hoặc là chị có nghe được thì có ai liên hệ thì em sẽ báo cho anh. Vì cái sự việc này là mẹ tôi kể thành là tôi thuộc lòng trong ruột từ đầu Dạ đến dạ đuôi. dạ Nguồn gốc là của từ thời bà Lê Cẩm Hạnh là 19 tuổi từ ở Buôn Mê Thuột là về Nha Trang gặp ông cậu, nhưng là tôi nắm rõ hết dạ mà. dạ dạ rồi ok anh nha, rồi em nắm được cái cơ bản rồi. Dạ, dạ dạ chào Tuấn Vĩ dạ nha. dạ dạ dạ